Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người. Mình xin được cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bạn cũng đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và yêu quý kênh YouTube của mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngày hôm nay mình lại đi câu cá lóc và mình xin được chia sẻ với tất cả các bạn, tất cả mọi người. Một vài bạn mới chơi cũng có comment ở bên dưới để hỏi mình là cái cách nhìn cá lóc thở và cách để ý đường câu đấy có cá lóc hay không, và làm như thế nào để nhận diện được nhanh nhất con cá lóc có ở cái đường câu đó hay không. Thì ngày hôm nay mình cũng là cái cá nhân của mình, trong quá trình đi câu cá thì mình đúc kết được mọi người ạ. Thực ra nếu mà trời gió thì rất khó để nhận định được con cá lóc là nó ở đâu và nó sẽ trú ở đâu. Cái này thì mình vẫn còn non kinh nghiệm và mong tất cả các bậc tiền bối, nếu ai có kinh nghiệm hãy chia sẻ trên kênh để cho mọi người cũng biết được. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Đúng đẳng cấp luôn. Câu cá sát khó hiểu thật. Mọi người ơi, câu được con cá này. Sao lại móc như này. Ui mọi người ơi, móc đúng đây mọi người. Tài thật, mới đây mình đi câu kiểu gì nhỉ. Ui ơi, đây móc được như này các bác. Chịu thua chưa? Móc đúng vào bụng. Nhiều khi nó khó hiểu. Ui dồi. Ui. Sợ lắm mọi người ạ. Cầm kiểu gì thì cầm. Cá sắt này là ghê lắm. Đây mọi người. Đây nhá. Mình đang quay cho nó bị mưa ấy, mọi người. Đây này, móc này mọi người ơi. Các bạn ơi, móc này. Ui dồi ôi. Rất là nguy hiểm luôn. Đây là lần thứ hai. Mình lần đầu hôm nọ thì móc ở lưng, hôm nay lại móc ở đuôi. Rất là kỳ quặc mọi người. Thực sự nó rất là khó hiểu luôn. Đấy. Nó không cắn vào mồm mà nó lại móc vào đây. Thì không biết là làm tình hình thế nào. Các bạn, ok nhá, có bác nào đi câu mới bị móc này không? Móc đúng đuôi à? Thôi, gỡ nó ra thôi. Nếu không cắn nó phải móc vào đuôi. Bây giờ là cứ lấy tay gỡ vậy. Tại vì mình cầm này nó chắc ấy. Vì mình đang đi câu trời mưa ấy mọi người ơi, hơi mưa. Nên nước nó vào ống kính ấy, mọi người xem cũng thông cảm mình với nhá. Ui giời ơi. Ra rồi mọi người. Một con. Đây. Nhiều khi đi câu buồn cười quá mà. Khó hiểu. Chả hiểu thế nào. Kéo để không cắn để dính đuôi. Chắc tại nó vờn con mồi ấy, xong đấy đuôi nó vật vào đấy. Nên nước hơi mưa nó vào ống kính hơi ướt, mọi người thông cảm mình với. Ok. Bác ơi, địa hình thì cực đẹp luôn. Mà thời tiết hôm nay thì cực gắt. Chắc khả năng là mình phải đánh mồi chìm thôi. Cái địa hình thì đẹp lắm mọi người ạ, ruộng lúa này. Thời tiết thì quá là gắt, gắt gao luôn. Trời âm u.
là câu này rất là khó nên là mình sẽ đánh màu chìm. Dùng lúa rất là đẹp luôn mọi người ạ. Các bạn ơi, mình vừa câu được con nữa này, con thứ hai nhá, cũng khá to đấy mọi người, khá tuyệt vời, nó táp này, thật sầu luôn. Ok, đấy, cá sắt này cũng được nhưng mà cá sắt này chỉ câu cá vừa vừa, cá to quá mà không biết xử lý dễ mất đó mọi người, mình sợ lắm, gỡ cá sắt này rất là sợ luôn. Mình thì lên chỗ trên bờ trên đây gỡ cho mọi người xem nhé. Hôm nay mang đủ đồ nghề mọi người. Có cái này thử xem như thế nào, cái này chưa sử dụng bao giờ, biết kiểu này. Cặp ở đây. Lần đầu tiên xài cái này đấy mọi người, tôi không biết xài mấy, không biết ra đây được, kẹp cho nó vui vậy thôi nhưng không biết xài kẹp đâu. Cái này đây cái trời mà nó thời tiết nó không được đẹp ấy mọi người, thời tiết kiểu này mình hay câu cá sắt, thời tiết nó gió gió, trời nó xấu xí. Các bác ơi, hôm nay mình đi mình quên không mang túi đi, thế là mình câu được nó, mình vứt đây trên bãi cát này. Úi dồi ôi, nó khô, nó vùi cát mọi người ạ. Con này cũng khá khá ấy chứ, thế nó trên bãi cát, thế là mình vùi nó vào đây, nhìn đã nhỉ, nó vùi cát nhìn vui nhỉ. Thôi đi về mọi người, đi về ra chỗ khác câu nha mọi người nhé.
Đấy, chào tất cả mọi người nhé, mình về rồi. Hôm nay mình không mang túi đi thì cá mình không có chỗ nào để, mình để trong đây. Bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem. Thực tế ra mình câu được rất nhiều nhưng mình quay thì lại được rất ít mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ mở cho mọi người coi nhé. Rất đấy, mình phải để vào trong đây. Đôi dép từ lúc nào. Đấy, mình câu được rất là nhiều cá nhưng mà mình lại quay được rất ít, quay được có 2 con. Mọi người, con cá to này là mình đang trên đường đi về đấy. Thế là mình nhìn thấy nó bơi ở dưới ao đấy. Nước chỗ đây chỉ được khoảng 10-15 phân thôi. Nhìn rõ nó luôn, thế là mình lấy cần câu. Mình tiện cần câu trên tay đấy, mình quăng ra. Nó rất là nhanh, chỉ trong vòng khoảng 1 phút thôi. Nên là mình cũng chả kịp mà. Bởi vì cũng có một số lý do là do nó bị máy của mình không cũng không thể quay được cả ngày ấy. Mình đi từ sáng đến giờ. Tất cả nó đường khá nhiều, mình lấy cái rổ mình để ra cho mọi người xem nhé. Này đi. Dạ này mọi người ạ. Đây mọi người. Một con khá là to luôn. Ui giời. Đấy. Câu được con to như này thì cũng lại không không quay được cho mọi người xem. Đây một con nữa này. Dính đầy đất để cát luôn. 2 3 4 5 6. Đây con nữa. Đây có cái tấm bóng 7. Mọi người ạ, mình đi từ sáng giờ. Thời tiết là nó rất là gió, nên là mình không thể phán đoán được con cá lóc nó thở ở đâu. Nên là mình cứ quăng bừa. Mình đặt máy quay cũng rất là nhiều mọi người ạ. Nhưng mà trên thực tế ra thì lại không quay được bao nhiêu. Cái lúc mà quay thì nó lại không cắn, mà lúc cắn thì lại không quay. Đấy. Thì hôm nay chia sẻ với tất cả các bạn là câu được khá nhiều. Con này khá to này mọi người. Con này là to nhất mà rất mình tiếc nhất con này, mình không quay được cho mọi người xem. Là câu mình câu được một rổ luôn. Đấy mình đổ ra đây. Đổ đây mọi người. Được khá nhiều đấy này. Nhưng mà khổ lỗi là đúng những người làm YouTube như mình là nhiều khi là chả biết thế nào con cá dưới nước đấy. Mình đi từ sáng mọi người. Được khá nhiều đấy. Một rổ luôn. Và cái clip này của mình thì xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau.